Tô Lâm gặp khó, cơ hội cho nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh lấy lại những gì đã mất. Nếu làm Tổng Bí thư kiêm nhiệm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm có thêm sức mạnh với chính sách ngoại giao. Đây cũng là cơ hội để mà Tô Lâm lấy lòng Bắc Kinh. Tuy nhiên, nếu chỉ giữ chức vụ Tổng Bí thư, ông sẽ bị hạn chế hơn trong việc thể hiện chính sách ngoại giao do ông chỉ đạo và mong muốn. Phe quân đội nắm chức Chủ tịch nước sẽ là ẩn số, bởi nếu phe này đoàn kết thì họ có thể giành thế thượng phong trước phe công an. Trong quá khứ, phe quân đội được cho là không đoàn kết, không có nghĩa là trong tương lai họ cũng không đoàn kết. Sau khi Tô Lâm lên nắm quyền, các phe phái khác nhau đều cảm nhận được sự ngột ngạt dưới sự cai trị của ông ta. Biết đâu vì vậy mà các phe trong quân đội sẽ lại gác mâu thuẫn nội bộ để mà đoàn kết thì sao đây? Nếu phe quân đội nắm giữ một tứ trụ và Bộ Quốc phòng, lúc ấy không phải Tô Lâm muốn làm gì cũng được. Khi đó quyền lực phe công an sẽ bị thế lực khác cân bằng. Chiếm được ghế Tổng Bí thư chỉ trong vòng vài tháng đảo chính mềm ngắn ngủi, nhưng sau đó Tô Lâm mới thấy sự thiếu hụt nhân sự cho những vị trí quan trọng mà ông ta đang cần nắm giữ. Xem ra việc thiết lập thế thượng phong cho nhóm Hưng Yên đang gặp một thử thách rất lớn và nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến quyền lực của Tô Lâm trong thời gian tới. Dù muốn hay không thì Tô Lâm cũng phải để ghế thường trực Ban Bí thư cho thế lực khác, bởi thế lực Hưng Yên không có khả năng chám vào đây. Trong Ban Bí thư cũng vẫn còn hai ủy viên Bộ Chính trị thuộc nhóm Nghệ An, hai ủy viên thuộc nhóm Hà Tĩnh. Nếu Nghệ An và Hà Tĩnh liên minh, họ có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị trong Ban Bí thư, là con số áp đảo so với nhóm Hưng Yên mới được lập ra của ông Tô Lâm và đưa vào đây. Từ trước khi làm Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã cho đánh mạnh vào Phan Đình Trạc bằng cách cho bắt Nguyễn Văn Yên là cấp phó của ông Phan Đình Trạc. Tô Lâm cũng cho tấn công một công ty cây xanh Công Minh mà theo nguồn tin nội bộ cho biết là sân sau của ông Trần Cẩm Tú. Tuy nhiên, đến bây giờ đã qua nhiều tháng, hai vụ án trên vẫn dậm chân tại chỗ. Tô Lâm vẫn chưa hạ được hai nhân vật hàng đầu của nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh này. Xem ra, để đánh gục Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú là khó hơn đánh Vương Đình Huệ rất nhiều. Cỏ dại nếu không nhổ được thì nó sẽ phát triển rất nhanh. Đấy chính là quy luật tự nhiên. Trong Ban Bí thư, nếu ông Tô Lâm không nhổ được hai nhân vật hàng đầu của nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh, thì chắc chắn họ sẽ tìm cách ngoi lên ngay tại nơi được xem là ngôi nhà riêng của ông Tổng Bí thư. Sắp tới đây, rất có thể ông Lương Cường sẽ chuyển từ ghế thường trực Ban Bí thư sang ghế Chủ tịch nước. Trong khi đó, nhóm Hưng Yên không có ai đủ khả năng để mà thay thế, thì đấy là cơ hội lớn cho hai nhân vật hàng đầu của nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Hiện nay, các nhóm có lực lượng được xem là mạnh hàng đầu của Bộ Chính trị, đó là Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh. Mỗi nhóm đều có hai ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, số ủy viên Trung ương Đảng của nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh thì đông gấp đôi so với nhóm Hưng Yên. Như vậy, nhân sự của nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh dồi dào hơn nhân sự của nhóm Hưng Yên rất nhiều. Ở Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới đây dự kiến diễn ra vào năm 2026, nếu không cẩn thận có thể số ủy viên Bộ Chính trị của hai nhóm này sẽ vượt lên nhóm của phe Hưng Yên, mong Tô Lâm là người đứng đầu. Sau khi Vương Đình Huệ ngã ngựa, cơ hội vẫn chưa hết cho nhóm Nghệ An, thậm chí nhóm này còn có khả năng hồi sinh mạnh mẽ hơn. Nhóm Hà Tĩnh cũng đang phát triển rất tốt, mặc dù mới đây ông Đặng Quốc Khánh đã bị loại ra khỏi vũ đài chính trị. Tuy nhiên, nhân sự của nhóm này vẫn còn rất đông. Đặc biệt là Trần Hồng Hà khả năng cao sẽ vào Bộ Chính trị ở khóa sau. Tóm lại, Tô Lâm thì đang gặp khó và đây chính là cơ hội rất lớn cho nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh trỗi dậy, lấy lại những gì đã mất. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Tô Lâm gặp khó, cơ hội nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh lấy lại những gì đã mất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Mới tập trò đu dây, Tô Lâm bị kẹt đạn khi đang diễn trò đánh đu.
chuyện Tô Lâm ngả về Mỹ được báo chí trong và ngoài nước đặt kỳ vọng rất lớn. Đầu tiên là chuyến đi Mỹ của ông Phan Văn Giang gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng ông Giang thừa lệnh ông Tô Lâm để kết đấu với phía Mỹ. Ý kiến khác lại cho rằng đường lối ngoại giao của ông Giang chống lại Tô Lâm. Trước chuyến đi của ông Phan Văn Giang, dư luận kỳ vọng bao nhiêu thì sau chuyến đi kết thúc đã gây thất vọng bấy nhiều. Cũng như lần ông Phạm Minh Chính đi Mỹ, báo chí nước ngoài loan tin ông Chính quyết định muốn mua tiêm kích F-16 của Mỹ. Nhưng đến nay, đây vẫn chỉ là ý định, chưa thành thực tế. Còn chuyến đi của ông Giang, báo chí nước ngoài cũng cho biết ông Giang có ý định mua máy bay vận tải quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, đến nay vẫn không thấy báo chí trong nước đưa tin. Có khả năng cao chuyến thăm Mỹ của ông Giang chỉ để mà tỏ thái độ khác biệt so với chính sách ngoại giao của ông Tô Lâm. Ngay sau khi Tô Lâm lên nắm quyền, ông đã kết nối với Tập Cận Bình và xin sang gặp Tập. Thật ra, ông không cần phải thực hiện chuyến đi tốn kém này vì trong nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng đã đi Bắc Kinh và ký kết nhiều văn kiện với Tập Cận Bình. Nay ông Tô Lâm trong vai trò tiếp nối nhiệm kỳ giang dở của ông Trọng nên có thể không cần phải sang Bắc Kinh một lần nữa. Chuyến công vụ không cần thiết này của Tô Lâm cho thấy ông đã đặt nặng quan hệ với Trung Quốc hơn là với Mỹ. Cũng như bao đời Tổng Bí thư khác, ông Tô Lâm muốn trung thành với Bắc Kinh nhưng đồng thời cũng muốn đô la Mỹ nên vẫn phải thực hiện chính sách đu dày. Trong chuyến đi Mỹ vừa rồi, ban đầu ông bị Tổng thống Mỹ từ chối gặp gỡ, nhưng do vận động hành lang nên cuối cùng ông cũng có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ bên lề hội nghị. Điều này cho thấy Tô Lâm vẫn đang đu dây để cố giữ thăng bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc gặp Tổng thống Mỹ chỉ mang tính chiếu lệ, bởi gặp bên lề hội nghị thì không thể bằng một lúc gặp chính thức tại Nhà Trắng. Đây được xem là thất bại của ông Tô Lâm. Đáng chú ý là trong chuyến đi Mỹ vừa qua, ông Tô Lâm có đi thăm các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ mới đây như công ty Google đã đầu tư đến 1 tỷ đô la Mỹ tại Thái Lan để xây dựng cơ sở hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo. Đây rõ ràng là một thất bại nữa của ông Tô Lâm. Đại công ty của Mỹ vẫn không muốn chọn Việt Nam để mà gửi gắm niềm tin. Như vậy có thể thấy chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm đã thất bại ê chề. Đã không thuyết phục được giới chính trị gia và cả giới doanh nhân tại cường quốc số 1 thế giới này. Điều này cho thấy trò đu dây giữa hai cường quốc của Tô Lâm không mấy suôn sẻ. Mỹ thì không tin tưởng ông. Tập Cận Bình cũng đặt nghi ngờ rất lớn khi mà ông mới lên Tổng Bí thư thì đã có liên tiếp hai chuyến thăm Mỹ cấp Bộ trưởng và cấp Chủ tịch nước. Nếu Tô Lâm tiếp tục trung thành vô điều kiện với Bắc Kinh thì Việt Nam mất đi cơ hội xích lại gần hơn với Mỹ. Còn nếu Tô Lâm xích lại gần Mỹ hơn thì rất có thể Tập Cận Bình sẽ phản ứng. Tô Lâm bị kẹt đạn ở giữa đoạn này, chẳng biết buông hẳn bên nào và bám bên nào cả. Tô Lâm đã chọn phương Tây để cả con gái và con trai đi du học, nhưng ở phương diện quốc gia, ông cũng không dễ theo ý muốn của mình. Hiện nay, các phe phái thân tàu trong đảng đang còn rất mạnh. Cam kết của các đồng tổng bí thư tiền nhiệm với Bắc Kinh thì vẫn đang còn đó. Trong vai trò đứng đầu của đảng, ông Tô Lâm vừa phải thực hiện nhiệm vụ với Bắc Kinh, vừa muốn kiếm đô la Mỹ nên ông đã rơi vào thế kẹt. Kết quả, việc ông trung thành với Trung Quốc vẫn là ưu tiên số 1, bởi hiện nay Tập Cận Bình đang nghi ngờ ông. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin mới tập trò đu dây Tô Lâm bị kẹt đạn khi đang diễn trò đánh đủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de